bản quản lý công viên quốc gia Thung Lũng chết cho biết, nạn nhân bất tỉnh vào 18 giờ ngày 24 tháng 8, bà chết trước khi đội ứng cứu khẩn cấp đến địa điểm phía nam lòng trào Badwater. Tên của nữ du khách không được tiết lộ, nguyên nhân cái chết đang được chính quyền địa phương điều tra, nhưng ban quản lý cho biết nhiệt độ tại công viên lúc đó là hơn 48 độ C. Đây là cái chết thứ hai trong 3 ngày tại công viên này. Hai trong số lý do phổ biến nhất của các vụ thương vong ở đây là tai nạn xe và các bệnh vì nhiệt độ cao. Du khách đến đây vào mùa hè được khuyến khích uống ít nhất 3,7 lít nước mỗi ngày và theo dõi các biểu hiện đáng chú ý như chóng mặt buồn nôn và đau đầu